Chương trình sẽ được tiếp tục với một số thông tin đáng chú ý khác. Sáng ngày 28 tháng 7, ông Hồ Văn Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã Trảng Bàng đến dự và trao huy hiệu Đảng cho 4 đảng viên thuộc Đảng bộ phường Trảng Bàng. Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho đảng viên Hà Văn Xốp sinh 1953, sinh hoạt tại chi bộ khu phố Lộc An. Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng trao cho 3 đảng viên Trần Văn Quay sinh 1954, sinh hoạt tại chi bộ khu phố Lộc Thành. Trần Tấn Bường sinh 1959, sinh hoạt tại chi bộ khu phố Lộc An. Nguyễn Minh Sơn sinh 1959, sinh hoạt tại chi bộ khu phố Lộc Du. Phát biểu tại buổi lễ, ông Hồ Văn Hồng chúc mừng và trân trọng ghi nhận những công lao đóng góp của các đảng viên được nhận danh hiệu cao quý của Đảng.